Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình làm cái video chế lại cái ghế cho xe xì bắt nha. Và làm theo yêu cầu của chú xe. Tại vì chị chú xe chân chị ngắn á, nên đạp không có tới cái bàn thắng là cái bàn ga nè. Để bắt đầu làm thì phải mở cái ghế ra ngồi. Mình mở nó ra ngồi để đo cho nó chính xác nè. Và phải chuẩn bị cắt mấy miếng sắt để bắt vô hai cái ngàm của cái chân ghế đó. Còn ở trên xe thì phải dỡ cái sàn lên rồi mình làm cái bắt cái chân ở dưới nha. Cái mở ra ngồi như thế này để mình đo nè, canh chỉnh cho nó chuẩn nè. Và đây là phần chế cái ghế lại cái ghế này. Chế lại cái ghế cho chị gái 1m52 đó mọi người. Tại vì nó xa quá nên ngồi trên xe đập thắng rồi nó không có tự tin đó. Nên mình phải từ cái khoảng cách cái chỗ ngồi đến cái bàn thắng thì giờ nó cũng đã gần hơn rồi. Và cái bát nè, mình dời cái chỗ bắt chân ghế nè, dời lên tới đây là khoảng 12 phân nha. Tính ra cũng nhiều lắm á, dời lên 12 phân. Để lên trên xe ngồi chạy cho nó tự tin nè. Cái này bắt bồ lon vô nữa chặt dễ là nữa là được rồi, là đã hoàn thành rồi đó. Tầm một tiếng nữa là xong rồi. Với con Sonata đây thì hạ thước lái đi phục hồi luôn rồi. Làm bảo dưỡng tổng thể dàn gầm này. Cái bên phần dây cô rô mà nó bị trượt đó mọi người, mình thay cái đầu poly cúc máy nè, rồi cầm tăng đưa với dây coro là được rồi nha. Rồi để một lát nữa mình xem coi lắp cái đầu mới là mình thử như cái lúc ban đầu á, coi nó có còn bị trượt dây coro nó không. Và phần chế lại cái ghế thì cũng đã xong rồi nha mọi người, nhìn như zin vậy. Không có biết là cái xe này đã độ lại cái ghế nha, tại vì thợ bên mình ưu tiên là làm đẹp với lại làm theo nhu cầu của chủ xe. Còn mà nếu chúng ta muốn mà cho nó về như cái lúc ban đầu á, đây thì mở hai cái con bộ lon bắt chân ghế ra nè, rồi dời ra lại phía sau thì móc cái ngàm vô nữa là xong. À, 1 phút 30 giây là xong nhé, làm nhanh lắm. Để mình kéo cái ghế cho mọi người xem nhé. Đây, lúc cái ghế kéo ra hết nè, rồi để mình kéo lên lại nè. Cái khoảng cách vừa tầm của cái chị chủ xe đó, yêu cầu mình làm thì mình làm đúng như cái lúc ban đầu chị nói à. Tại vì xe nào cũng vậy, trước khi mà mình lên xe mà mình cầm lái cái xe thì trước tiên chúng ta phải chỉnh cái tầm ghế nè, chỉnh vô lăng rồi cho nó vừa tầm với cái không gian của mình để mình lái xe cho nó vừa an toàn và vừa thoải mái nữa.
Giờ thì cũng xong rồi, chỉ chờ chị lên nghiệm thu và giao xe cho chị thôi. Giờ mình thấy kéo tới kéo lui gì nó cũng đều ok hết đấy. Chế gì ngồi cho nó tự tin đó chị. Nó cong được cái công việc bàn giao thì mình cũng đã làm hoàn thiện rồi, và chị chú xe lên nghiệm thu thì cũng khá là hài lòng rồi. Thank you mọi người đã xem video nhé, mọi người nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé, để cái mình sẽ ra những video tiếp theo cho mọi người xem nha. Rồi, thank you mọi người. Bye bye.